Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh DT Gamer của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho anh em một tựa game Play to Earn cực kỳ thú vị và rất là cuốn nha. Đặc biệt là tựa game ngày hôm nay hoàn toàn miễn phí để chơi và miễn phí để kiếm tiền. Ok, và có một điều lưu ý mình muốn nhắc nhở trước là bởi vì cái tựa game này chưa phát hành ở lãnh thổ Việt Nam, nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi chui ha. Ok, không cần biết chơi chui hay là chơi chính thống, nhưng mà chúng ta cày ra tiền là được. Và tất nhiên rồi, trước khi vào đến nội dung chính ở trong video ngày hôm nay, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất trên kênh NFT Gamer của mình nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với từng phần một. Và phần đầu tiên sẽ là tìm hiểu dự án, tìm hiểu thông tin về cách kiếm token trong dự án game ngày hôm nay nhé. Let's go! Và tựa game ngày hôm nay mình muốn đem đến để chia sẻ và hướng dẫn anh em chơi có tên là Carryverse. Đây là một tựa game mạng xã hội web 3 ha. Và tựa game này cũng khá giống với cả tựa game PlayTorget của Việt Nam, một tựa game mạng xã hội cũng rất nổi tiếng nha. Anh em nào hay chơi tựa game PlayTorget thì hoàn toàn có thể tham khảo chơi song song với cả tựa game Carryverse này, bởi vì cái phần play của nó cũng khá giống nhau, nhưng nó khác nhau một điều, đó là trong tựa game Carryverse thì hoàn toàn có thể kiếm được tiền bằng cách là làm nhiệm vụ và đi câu cá, bán cá ha. Ok, rất là hấp dẫn đúng không nào? Đây cũng chính là một tựa game đang rất là nổi tiếng ở bên Hàn Quốc nha. Và cũng trên thế giới cũng đang rất nổi tiếng, nhưng ở Việt Nam được cái nó phát hành là chưa được. Ok, tiên là về trang web của dự án thì mình cũng xin lỗi anh em một chút, đó là mình biết tới tựa game này nó hơi muộn. Mình thấy là ở trên nước khác hoặc là anh em fake IP sang nước khác nha thì đã tải tựa game này về và chơi cũng khá ngày rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta chơi cũng không phải là quá muộn. Ok, tựa game ngày hôm nay thì nó cũng khá giống với cả PlayTorget của Việt Nam mà thôi, một tựa game rất nổi tiếng, một tựa game mạng xã hội mà. Đó, anh em nào chơi PlayTorget thì có thể tham khảo cái tựa game Carryverse này, bởi vì nó là một tựa game NFT nên là chắc chắn rồi, nó sẽ có những cái mảnh đất NFT. Đấy nhỉ, hiện tại đất của nó đang có giá là 191 Matic ha. Nhưng mà mình thấy cái volume trade NFT của nó cũng khá nhỏ thôi, chỉ có 14 ETH, như vậy là cũng khá là nhỏ. Nhỏ ha. Quay trở lại với cả cái trang web của dự án thì đây sẽ có một vài cái thông tin khác ha. Đây là cái công dụng của land này. Và cuối cùng thì là cái biểu đồ hướng dẫn chúng ta quy đổi trong cái tựa game ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ kiếm được cái đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng này kiếm được bằng cách là làm nhiệm vụ này. Chúng ta có thể đi câu cá để bán cá ra tiền vàng này. Sau đó có tiền vàng rồi, chúng ta đổi ra cái đồng P Fandom. Và từ đồng P Fandom này chúng ta lại quy đổi ra cái đồng Fandom. Và từ đồng Fandom chúng ta lại quy đổi ra cái đồng CVTX. Và đồng cuối cùng chúng ta nhận được là đồng CVTX hiện tại đang có giá là 1.939 đồng. Cứ làm tròn thành 2.000 ha. Một đồng CVTX đang có giá xấp xỉ 2.000 đồng trên một token. Đó, vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ đó là, đấy nhỉ, câu hỏi đặt ra bây giờ làm thế nào để kiếm được cái đồng tiền vàng đầu tiên này và làm thế nào để quy đổi sang đồng CVX? Thì bây giờ mình sẽ trả lời anh em ngay lập tức bằng cách là hướng dẫn anh em chơi game luôn nhé. Ok, đầu tiên để chơi được tựa game Carryverse ngày hôm nay chúng ta cần tải game xuống. Và như đầu video mình đã nói rồi, game này hiện tại chưa phát hành ở Việt Nam nên là chúng ta cần tải chui. Đấy nhỉ, trên CH Play vẫn chỉ là đăng ký trước mà thôi. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tải xuống trên thiết bị Android nha. Còn nếu như anh em sử dụng thiết bị iOS thì có thể thử một cách, đó là chuyển cái cửa hàng App Store của mình sang bên Hàn Quốc và tìm kiếm tựa game này trên App Store xem là có không. Nếu có thì anh em tải về, còn nếu không có thì mình cũng bó tay chấm con với cả iOS. Ok, đầu tiên để chơi tựa game này chúng ta tải giúp mình cái file APK xuống. Và link file này mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em tải xuống ha. Sau khi mà anh em tải xuống xong thì bây giờ chúng ta vào game thôi, đơn giản đúng không nào? Và sau khi anh em cài đặt xong cái file APK vào trong thiết bị Android của mình thì anh em tải giúp mình một cái ứng dụng nữa có tên là Clink Wallet đó nha. Cái link tải của Android thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em tải về. Mục đích của việc tải ví Clink Wallet này như thế nào thì đây chính là chỗ để chúng ta đựng tiền, đựng những đồng tiền mà chúng ta cày được trong game và chuyển nó đi bán ha. Một chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em setup từ A đến Z sau. Và sau khi anh em vào được đến game rồi thì đây sẽ có phần đăng nhập bằng tài khoản Google ha. Anh em chọn giúp mình đăng nhập bằng tài khoản Google nhé. Lưu ý một điều, đó là anh em đăng nhập bằng tài khoản Google nào thì anh em phải nhớ để một chút nữa mình liên kết với cả ví đựng tiền nha. Lưu ý cực kỳ quan trọng nha. Nhắc lại một lần nữa, đó là
anh em đăng nhập bằng tài khoản Google nào thì anh em phải nhớ để một chút nữa chúng ta sử dụng nó trong cái phần là liên kết ví ha. Thế sau khi mà anh em truy cập vào trong tựa game ngày hôm nay rồi thì chúng ta chỉ cần làm theo hướng dẫn tân thủ là được. Và nếu như anh em bị mắc ở đoạn nào đó không biết phải xử lý như thế nào, hoàn toàn có thể liên hệ với mình hoặc là truy cập vào nhóm Telegram của mình để được nhận hỗ trợ ha. Bây giờ câu hỏi đặt ra là cái tài nguyên nào là tài nguyên dùng để đổi ra tiền? Thì câu trả lời ngay lập tức đó là tài nguyên vàng. Đấy nhỉ? Đây chính là thứ mà chúng ta dùng để đổi ra tiền. Thì câu hỏi thứ hai là làm sao để kiếm được đồng vàng? Thì câu trả lời cho anh em đó là thứ nhất, chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày. Anh em bấm vào giúp mình phần Daily Mission ha. Phần này. Ở trong phần này khi mà chúng ta làm hết 10 cái nhiệm vụ thì sẽ nhận được là 500 cái đồng tiền vàng. À đúng rồi, lưu ý nha. Chúng ta hoàn toàn có thể đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt được. Anh em bấm vào giúp mình phần Keyphone. Đấy nhà, phần Keyphone bên này. Ở trong phần này sẽ có phần setting, bấm vào cài đặt ha. Ở đây sẽ có phần đổi ngôn ngữ, phần thứ hai nhá, bấm vào. Và anh em đổi sang tiếng Việt là ok la. Bây giờ mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Quay trở lại với cả cách đầu tiên là phần làm nhiệm vụ hàng ngày để kiếm được đồng tiền vàng. Đấy nhà, chúng ta có thể kiếm được 500 tiền vàng sau khi làm hết 10 nhiệm vụ. Anh em chỉ cần bấm vào chỉ đường ha. Chỉ đường sẽ có mũi tên chỉ anh em đến tận nơi, đến tận giường luôn. Ok, đó là cách chúng ta làm nhiệm vụ ha. Ngoài ra nếu như mà anh em bị mắc ở chỗ nào, hoàn toàn có thể truy cập vào nhóm của mình để nhận được hỗ trợ nhé. Đó là cách thứ nhất để kiếm được đồng tiền vàng. Và cái cách thứ hai để nhận được đồng tiền vàng đó là chúng ta đạt được những cái thành tích nhất định. Anh em vào giúp mình phần điện thoại, cái phần này ha, sẽ có phần thành tích, anh em bấm vào. Ở đây sẽ có một cái thành tích ha. Nếu như mà anh em đạt được cái thành tích lớn ở trong tựa game thì cũng sẽ nhận được vàng. Bấm vào nhận này. Ok, như vậy là nhận được 100 vàng rồi. Ngoài ra có thể có những cách khác, nhưng chủ yếu chúng ta sẽ earn theo cách là đi câu cá. Vậy thì đi câu cá thì câu như thế nào và câu ở đâu? Thì sau khi chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ tân thủ, nó sẽ tặng anh em một cái cần câu. Đó, và sau khi có cần câu rồi đấy nha, thì ở đây sẽ có cái ngôi nhà fishing. Đó, anh em chỉ cần đi về hướng ngôi nhà fishing, sau đó đi thẳng ra là sẽ có một cái biển. Và biển này là chỗ để chúng ta câu cá. Ok, bởi vì tựa game ngày hôm nay nó khá là rộng, có rất nhiều ngôi nhà nha. Ngôi nhà bán ô tô này, bán trang phục này, bán linh tinh các thứ. Nhưng mà video ngày hôm nay mình chủ yếu là hướng dẫn anh em kiếm tiền khi mà chơi game mà thôi. Đó là tất cả các cách kiếm tiền trong game. Còn về phần play thì khá giống với cả Play Target. Anh em phải tự mò ha, có rất nhiều nhà nha. Nên là bây giờ bảo mình chỉ từng nhà một thì rất là khó. Ok, sau khi mà anh em đến với cả bãi biển rồi, anh em vào giúp mình phần túi đồ. Ở đây sẽ có cái cần câu. Đây là cần câu mà sau khi anh em làm xong nhiệm vụ tân thủ thì tựa game sẽ tặng cho anh em. Nên là không cần lo nha. Anh em chỉ cần làm hết nhiệm vụ tân thủ, nó sẽ tự động có. Anh em bấm vào này. Anh em bấm vào lắp đặt này. Sau khi mà anh em đã lắp đặt cần vào trong cái con nhân vật rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vào biểu tượng cái cần. Đây nha, biểu tượng này nha. Và nhân vật sẽ tự động đi thả cần cho anh em. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chờ nha. Chờ cá cắn câu là được. Đây nha. Ví dụ này, chuẩn bị có cá cắn này. Ok, đang có cá lại gần này. Đây nha, con cá bơi gần bãi cát luôn. Và bấm vào. Ok, anh em cắt làm sao cho nó chuẩn vào vạch giữa là được nha. Bấm này, bấm tiếp này, bấm tiếp này, bấm tiếp, bấm tiếp. Và ok, như vậy là mình đã câu được một con cá rồi. Anh em thu thập nó về này. Chúng ta có thể bắt đầu tiếp tục câu tiếp này. Ok, và cứ như vậy chúng ta câu càng nhiều cá càng tốt ha. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã câu được cá rồi thì bán cá ở đâu để ra được tiền vàng nha. Anh em chỉ cần di chuyển lại này. Anh em vào lại giúp mình cái ngôi nhà fishing ha. Đấy nha. Anh em đi thẳng về này. Tất nhiên thì cái map ở trong cái trò chơi này khá là rộng, nên là chúng ta phải tự tìm hiểu ha. Đấy nha. Anh em đi vào cửa hàng này. Ok. Và chúng ta đi tới cái khay lễ tân ha. Đấy nha, đi tới khay này. Anh em bấm vào cái thằng đứng ở ngoài cửa nha. Bấm vào thằng này này. Bấm vào nha. Đó. Ở đây là chỗ để chúng ta bán được những con cá. Ok. Và tùy theo con cá mà anh em câu được sẽ bán với cả cái giá khác nhau. Ví dụ con cá này của mình là cá khá hiếm, cận hiếm à, cận hiếm thì bán được với giá là 64 vàng. Và những con cá khác cũng vậy nha. Cá càng hiếm thì bán được càng nhiều tiền. Nói chung là như vậy, cho tất cả này. Và mình nhận được 128 đồng tiền vàng khi mà bán xong con cá. Bán. Ok. Như vậy là mình đã bán hoàn thành tất cả con cá mình câu được rồi. Tương tự nha, câu được càng nhiều cá thì bán được càng nhiều vàng. Và ở đây câu hỏi đặt ra là làm thế nào để câu được những con cá xịn? Thì chỉ có một cách, đó là anh em di chuyển sang lễ tân bên này. Anh em bấm vào giúp mình phần này nha. Anh em mua cần câu. Đấy nha. Khi mà anh em mua cần câu ha, thì tỷ lệ bắt được cái cá cao cấp nó sẽ tăng lên. Ví dụ cái cần đầu tiên với giá là 90 kim cương thì tăng 200% bắt được cá cấp cao. Ok.
Và cứ như vậy nha, cứ như vậy, cái cần càng xịn thì câu được cá càng xịn, mà cá càng xịn thì lại bán được càng nhiều vàng, mà càng nhiều vàng thì đổi được càng nhiều token. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tỷ lệ quy đổi giữa vàng và token trong tựa game ngày hôm nay là bao nhiêu? Thì đợi mình một chút ha, mình chia sẻ cho anh em một cái lưu ý như thế này. Thứ nhất, để mua được những cái cần cao cấp này, chúng ta cần phải có cái ruby. Đây là ruby đỏ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để có được ruby đỏ? Bởi vì chúng ta đang chơi game chui nên là có được ruby hơi bị khó luôn. Và mình cũng đang thiết kế làm sao tổ chức cho anh em, phát triển cho anh em một cái dịch vụ nạp hộ trong tựa game ngày hôm nay. Và không biết là có mở được hay không. Nếu như mở được thì mình sẽ thông báo ở trong group tele ha. Bởi vì tựa game này hiện tại chưa phát hành ở Việt Nam nên chưa thể nạp được ở lãnh thổ Việt Nam à. Ví dụ nha, em vào giúp mình phần shop ha. Đây là chỗ để chúng ta mua những cái gói kim cương. Anh em vào giúp mình phần sản phẩm tiền tệ ha. Đó, ví dụ chúng ta bỏ ra 54.000 thì mua được là 60 cái viên kim cương. Nhưng hiện tại ở Việt Nam chưa cho thanh toán bằng Việt Nam đồng nha. Đấy à, không khả dụng. Đó, nên là mình đang liên hệ với bên Hàn Quốc để có thể là tổ chức mở cho anh em một cái dịch vụ nạp tiền hộ. Và đang chờ bên đó trả lời nha. Nếu như mình nạp được thì mình sẽ có một thông báo ở trong group Telegram của mình. Anh em nào có nhu cầu nạp tiền vào trong tựa game này để mua cần xịn và để đi câu những con cá xịn thì hoàn toàn có thể gọi là đưa ạc cho mình và mình sẽ nạp hộ anh em những cái gói mà anh em cần mua. Tất nhiên là hiện tại chưa biết được là có nạp được hay không ấy. Mình đang liên hệ với cả bên Hàn Quốc rồi và đang chờ họ trả lời nha. Nếu như nạp được thì mình sẽ thông báo, còn không thì thôi ha. Ok, và đó là cách để chúng ta đi câu cá và bán cá ra đồng tiền vàng. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là sau khi chúng ta đã có đồng tiền vàng rồi thì làm thế nào để đổi ra token được, hay nói đúng hơn là làm thế nào để rút được tiền? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn ngay lập tức. Và để rút được tiền trong dự án Cariverse ngày hôm nay, chúng ta truy cập vào trang Swap ha. Link trang Swap này mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em truy cập. Sau khi truy cập xong, anh em bấm vào giúp mình cái ví này và tải giúp mình cái tiện ích Clink Wallet đấy nha. Cái tiện ích này nếu như mà anh em không có máy tính thì trên điện thoại anh em vẫn có thể tải được, nhưng tải thông qua trình duyệt Kiwi nha. Ok, anh em nào hay chat ạc thì chắc chắn biết tới trình duyệt này. Anh em tải xuống này. Sau khi mà anh em tải xong thì quay trở lại với cả trang web Swap, anh em bấm vào cái ví này. Anh em bấm next này. Anh em đăng nhập bằng tài khoản Google nha. Lưu ý này, lưu ý quan trọng này. Lúc đầu anh em kết nối tài khoản game với cả ạc Google nào thì đến bây giờ khi mà anh em truy cập vào trong ví Clink, chúng ta vẫn phải kết nối với cả cái tài khoản Google đó thì nó mới đồng bộ dữ liệu được. Ok, sau khi mà anh em kết nối với cả tài khoản Google của game rồi thì đến bây giờ nó sẽ cho anh em hai lựa chọn giống như là trình duyệt MetaMask. Thứ nhất là tạo một cái ví mới nếu như mà anh em chưa có ví. Thứ hai, nếu như mà anh em đã có ví rồi thì nhập lại ví cũ vào đây. Ok, mình thì mình đã có ví trước đó rồi nên là mình chỉ cần nhập lại là được. Bấm vào đây nha. Và dán cụm từ bí mật vào trong cái ô này là ok là. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong một cái ví để liên kết với cả tựa game Cariverse ngày hôm nay. Lưu ý quan trọng ở trong phần này đó là chúng ta cần kết nối tài khoản ví với cả tài khoản game là chung một email nha. Ok, sau khi mà anh em kết nối ví thành công vào trong cái trang web quy đổi rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần chọn quy đổi từ vàng sang PFandom nha. Lưu ý một chút đó là khi mà chúng ta quy đổi sẽ bị tốn phí nền tảng. Và có một lưu ý nữa đó là cái phí này sẽ không cố định nha. Nó không cố định, lúc rẻ, lúc cao, lúc chỉ còn vài trăm đồng, lúc lên tới là 600 đồng tại thời điểm mình quay video. Ui, hơi chát nha. Nên là anh em chủ động canh thời điểm để quy đổi sao cho là cái phí nền tảng nó thấp nhất nha. Và có một bạn trong nhóm của mình quy đổi cái phần này chỉ mất độ khoảng 120 token PFandom thôi. Nên là chúng ta canh làm sao dính vào thời điểm nó giảm phí ga là được. Còn hiện tại nếu như mình quy đổi 100.000 token đấy nha, 100 này, 1.000, 10.000 ha. Đây là 10.000 token này, 100.000 token. Đó, ví dụ luôn 100.000 token ha. Thì sau khi trừ đi phí nền tảng, mình nhận được là 17.364 token PFandom. Copy vào nha. Bây giờ sau khi mà anh em quy đổi sang đồng PFandom rồi thì lại phải quy đổi từ PFandom đấy nha, chuyển PFandom lên trên và dưới này anh em quy đổi sang Fandom. Ok. Bây giờ mình sẽ nhập lại số dư vừa nãy từ 100.000 vàng ha. Và 100.000 vàng quy đổi sang Fandom sau khi trừ toàn bộ phí nền tảng, lưu ý là phí không cố định. Bây giờ chúng ta còn lại là 16.802 Fandom. Sau khi mà chúng ta đã quy đổi sang Fandom thì số dư cái đồng Fandom sẽ hiển thị ở đây. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sang một trang web khác để quy đổi từ Fandom sang đồng token cuối cùng là CVTX. Ví dụ nha, mình đổi 100.000 vàng
mình nhận về cuối cùng là 16.802 đồng FDX, cái đồng fandom ấy, và có thể quy đổi sang là 7.52 đồng CVTX. Và CVTX là đồng cuối cùng chúng ta nhận được trong vòng quy đổi này. Khi mà anh em có đồng CVTX rồi thì anh em bán ở đâu? Sau khi mà chúng ta đã có đồng CVTX thì chúng ta có thể liên hệ với mình để bán trực tiếp cho mình, hoặc là bán ở trên sàn MEX, sàn GATE, sàn rất nhiều sàn nha, rất nhiều sàn đang list cái đồng CVTX. Ok, nói tóm gọn lại trong phần quy đổi này là chúng ta cần phải canh thời gian làm sao cho nó hợp lý, làm sao cho lúc anh em quy đổi cái phí nền tảng nó là thấp nhất nha. Ok, và quay trở lại với cả tựa game Carryverse ngày hôm nay thì mình có một vài cái đề xuất như sau. Thứ nhất là nếu như anh em có tool thì hãy áp dụng tool vào để câu cá, đấy nhỉ, câu cá để có thể là tăng cái lợi nhuận cho anh em. Thứ hai, nếu như mà anh em có nhiều máy thì cũng có thể tham khảo cách là check arc ha. Và cuối cùng, nếu như mà anh em có người nhà ở Hàn Quốc thì hãy nhờ họ nạp tiền mua kim cương. Không phải lời khuyên đầu tư nha, không phải lời khuyên đầu tư. Nếu như mà anh em có người nhà Hàn Quốc thì hãy nạp tiền mua kim cương, sau đó anh em đi mua cần câu cá. Đấy nhỉ, mục đích của phần mua cần câu cá này đó là để chúng ta tăng cơ hội câu được những con cá xịn. Và khi mà nhận được những con cá xịn rồi thì chúng ta mới bán được nhiều vàng. Đó nhỉ. Ok, một cái cần câu xịn nhất bây giờ đang có giá là 870 kim cương. 870 kim cương thì nó tương đương với độ khoảng là bao nhiêu tiền nhỉ? Đó nhỉ. Nó tương đương với độ khoảng là 900.000, tầm độ khoảng 40 đô, tầm đấy. Nhưng mà đổi lại khi mà chúng ta có cần xịn thì sẽ câu được những con cá lớn, và cá lớn thì bán được nhiều vàng, ngắn gọn là như vậy. Hoặc là nếu như mà anh em chờ được thì mình sẽ liên hệ với bên Hàn Quốc để xem là họ có đáp ứng được cái nhu cầu nạp của bên mình hay không. Nếu như họ đáp ứng thì mình sẽ mở cái dịch vụ là nạp hộ để anh em có thể là mua cần câu cá. Nói chung tựa game này nó không phải là một tựa game mới, nó ra mắt cũng khá lâu rồi, nhưng mà nó lại không phát hành ở Việt Nam nên là mình cũng hơi khó nắm bắt thông tin ha. Nhiều anh em biết nhưng mà anh em lại giấu, đó kiểu như vậy. Đến bây giờ mình mới biết được thì hơi muộn. Hơi muộn, nói chung là vậy. Ok, và video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn rất mới, mới toanh luôn. Nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.